phút chứ. Đúng rồi, bánh nó vàng ngon quá. Có 2,5 ngàn một cái thôi. Chứ cho nó là ở Pleiku này bán bánh này nó khá là rẻ, giá nó khá là bình dân. Đây là bánh nhân gì chú? Nhân đậu xanh. Đậu xanh. Bánh rán. Bánh rán với đậu xanh. Nó lòi ra là mình đếm chú lại. À. Có điều anh này nè. À, chú nào ông chế cái ông khói rất là hay. Đây, mình xem cái ông khói chế đi. 10 ngàn là 4 cái ăn no luôn á. Ăn no luôn. Có người mua nữa rồi đó. Ồ, mua bán bữa nay bán ớ chứ bán đắt lắm chứ. Mua mấy ngàn rồi. Cái vậy rồi. Thấy hai cái chảo vậy là biết rồi, hai cái chảo lớn rồi kêu liên tục à. Không nghĩ luôn cái đâu. Tôi bán được kìa. Ở đây khách bây giờ bắt đầu vô đông rồi đó. Đây cái thùng to luôn rồi. Đây con gái. 25 ngàn. Rồi là bánh rán. Thôi cảm ơn. Nó được đông người kia. Nóng phòng tay á, nó rồi. Ờ, vòng tay á. Mới chậu dầu lấy ra mà. Để 10 cái cho. Cái cái vậy. Để 10 cái. 25 ngàn. Làm ha, chị nào phụ trách cái câu làm. Làm cái làm. Làm điêu luyện nghe không? Chơi mà. Chả biết bao nhiêu, cứ làm vậy thôi. Chứ làm vậy thôi. Một phút là đâu cỡ 4-5 cái á. Đây làm điêu luyện lắm. Làm lẻ ha. Bốn chục năm rồi. Cái bột ra là bột nếp hay là đúng. Nếp ha. 2 giờ chiều là bán hả con? 2 giờ. Đó mới bán mà. Bán mà đông khách là bắt tay luôn cho không coi gấp đũa này. Phóng tay luôn á. Đúng không? Bằng. Hai chảo là một chảo là dầu cùng nóng hơn, sôi hơn. Cái nhân ra là nhân đậu xanh. Đậu xanh. Xanh với dừa. Xanh dừa, dừa xào bên nào vô á. Dạ. Ở bàn tay nhìn điêu luyện quá. Ừ. Nhìn nghĩ. Làm mấy chục năm rồi mà. Lúc đầu ra thì tay ai còn cứng, nhưng mà làm riết ngày này làm qua ngày nọ thì cái tay nó dẻo như là diễn viên ba lê á. Này mà buông ra đi học múa là rất hay lắm á. Phải tay mềm mà. Cái chỉ 2,5 ngàn thôi, rất rẻ ha. Ai mua 10 cái thì có 25 ngàn. Đứng chờ quá trời hả? Đứng chờ mua hả? Đứng chờ mua.
chiên nghe chiên sáng sáng chưa kịp chiên. Nhưng mà chiều giờ là bắt đầu đông rồi ha. Rồi vài bữa nữa lại đông nữa. Cứ cho lạnh nè là bán đắt, lá trà lạnh nè là bán đắt. Dạ hả? Nó lạnh lại bán đắt hơn. Bánh nguyên ăn khách nguyên không à? Lẹ không dám ăn đâu, sợ dớ lắm nha. Còn đen luôn á. Đâu luôn. Đâu đơn giản thôi. Mấy bữa có coi báo không? Có lên báo luôn, có coi không? Dạ. Ờ, lên báo luôn. Không bao giờ quay vô mà đường. Ồ, vậy là. Đây là lúc nào cũng dây lưng với khách nè. Là bà bỏ bà không cho bác đi. Vậy đó. Đây, không ai. Rồi, thấy chưa? Coi trên báo rồi hả? À, à, coi trên báo rồi bắt đầu qua mua. Thế là cũng nổi tiếng chứ hả? Thế là cũng nổi tiếng vậy. Thế 4 năm rồi mà không nổi tiếng được. Ủa, giờ, vậy là giờ chú không cho chú xây mặt ra đường hả? À? Không, giờ không cho xây mặt ra đường. Thế vậy? Xây ra là... Xây ra là bỏ bỏ liền. Bỏ liền. Nghĩ là... Nghĩ là... Nghĩ là... Đây phụ nữ đẹp tới mua dữ lắm hay sao hả? Phụ nữ không à, phụ nữ này ít á, mấy bữa có mấy con chân dài nữa chứ. À, cái chân dài nữa. Dài tới nách luôn. Giờ hồi hộp bắt chết rồi, không dám cho, không dám dây ra. Thôi thiền có dám quay mặt ra giờ không? Ừ. Thôi thiền có dám quay mặt không ra giờ mà. Không dám quay mặt luôn. Đó, thấy chưa, lấy hết đâu dám quay mặt đâu. Ác thiệt hả chứ? Ác thiệt. À, cứ bịch là 10 ngàn á. Ờ. 10 ngàn ai chụp muốn mua thì cũng mua. Mấy chục năm rồi chứ dùng mặt vợ làm thuốc. Ờ. À. Quay ra ngoài đường làm đuổi việc. Quay ra đuổi việc. Đuổi việc gấp liền. Đuổi việc gấp liền. Là con nhỏ giờ là cứ một vợ là cứ một con nhìn hoài thôi, một bạn nhìn hoài thôi chứ có gì à, ngày nào cũng không nhìn được rồi. À, không được nhìn mặt ai. Nhưng mấy con đi xe rồi, mấy con nhìn gái rồi thì chú đâu có nhìn được. Cái nghề này nó nổi tiếng mà nó cũng nó sinh ra hết, cũng, à. Cũng có nhiều cái khuyết điểm ha. Đúng rồi. Nó cũng ái ghê rồi. Giờ nhiều lúc cũng lén lén nhìn cái cũng sợ, cũng hồi hộp đấy chứ. Vậy khách đông á kêu đứng đối diện đi, qua chỗ kia cho bớt kẹt xe. Là mấy người đây là tàn đời cô liệu luôn á. Tàn đời đó nè. Tàn đời cô lộ luôn, tàn đời cô lộ. Nhưng mấy con đi là phải vô này được kia là màu mè chú nó bó tay còn liếc mắt rồi được ha. Ờ, à, đây không có liếc, đây chỉ liếc tiền thôi. Đưa qua chảo kia liên tục hay chú hả? Ờ, nó dính rồi, nó dính chảo thôi, nó bị dính hả? Đây một cái giờ là có giá là 2.500.000, người thì gọi là bánh cam, cũng có người thì gọi là bánh gì, người đàn ông có liên với cả xã hội chỉ nhìn vợ của mình thôi, người gọi là bánh rán, nói chung là có nhiều tên lắm, hay còn nóng ruột luôn, à, là ăn thử thôi coi. Mình nóng á. Cái nhân của nó là ngọt. À, nó nhân ngọt mà. Ừ. Đậu xanh. Bánh cam ăn cũng ngon. Ăn mặn nhất hai ba cái được chết. Ừ, nó ngọt á, cho nên là nó không ngọt. Ăn nhiều được á. Không phải nó mặn đâu mà. Cái này là ăn vui thôi. Cháu nó phụ nó kìa, nhà bột. Ờ,
dâu nhà một. Nhà chú trong hẻm này luôn hả? Nhà như Cầu Phú á. Biết Cầu Phú không? Không biết không? Tôi ở xe. Ở dưới đường Hùng Vương.